Huống hồn cận cảnh nam thanh niên có sở thích lạ mặc váy đi trộm đồ lót phụ nữ. Hôm nay ngày 28 tháng 6 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều thanh niên có biểu hiện biến thái đi trộm đồ khiến chị em phụ nữ ngán ngẩm và giận run tím người. Qua đây các khổ chủ lắc đầu chán nản tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà rùng mình thật sự, cạn hết lời không muốn nói thêm. Thanh niên trai tráng nheo nhẽo mà có sở thích lạ lùng như thế này thì thua rồi và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Thời buổi thế sự nhiễu nhương, sơ hở là trộm, sơ hở là cướp, không biết đâu mà lường trước. Còn tình huống như thế nào mời cả nhà xem tiếp nhé. Theo đó, tại Tân Uyên, Bình Dương, chị em các khu trọ phản ánh một thanh niên có biểu hiện lạ đi lấy đồ. Theo camera nên cho thấy thanh niên này mặc áo khoác đen, váy màu vàng đi vô khu trọ tay xách theo cây sào. Gã này tiến tới chỗ người dân phơi đồ trên cao, câu xuống để lấy đồ lót nữ, rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn cách gã ta lựa đồ để trộm thì thôi, yểu điệu như một cô gái mặc váy vậy. Sau đó, khổ chủ cũng đã trình báo cơ quan chức năng với mục đích chính là muốn chia sẻ clip camera này rộng rãi để mọi người xem qua mà chung tay phòng trộm chống cướp và mong muốn không cần che mặt gã thanh niên có sở thích lạ này. Nhiều bà cô trong khu trọ cho rằng hắn ta muốn làm con gái mà ngại ra chợ mua đồ lót chăng, nên trộm đỡ của mấy cô mấy tím về dùng. Còn bạn, bạn thấy sao về nam thanh niên mặc váy đi trộm đồ lót phụ nữ này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.